Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tổng kết, đúc rút kinh nghiệm qua thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nâng tầm lý luận, góp phần phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng và người đứng đầu Đảng ta về đường lối xây dựng đất nước cũng như đối với các lĩnh vực, các ngành, các cấp. Việc xây dựng tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm hệ thống hóa, lưu giữ và tiếp tục lan tỏa những giá trị tư tưởng, lý luận quan trọng mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại, đồng thời đưa những giá trị tư tưởng, lý luận này đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế một cách thuận tiện nhất thông qua phương thức xuất bản hiện đại. Hôm nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia, con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới hội thảo khoa học. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển toàn diện con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Các quyền con người cơ bản như quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền về giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, các quyền tự do dân chủ trên lĩnh vực chính trị, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do báo chí, tiếp cận thông tin đều đạt những tiến bộ rõ rệt. Tại hội thảo, các đại biểu đi sâu làm rõ những vấn đề lý luận về quan điểm, cách tiếp cận lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực phát triển đất nước, quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách tiếp cận của Liên Hợp Quốc và kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới. Nhiều đại biểu cho rằng để thực hiện hóa quan điểm đó, cần có cách tiếp cận dựa trên quyền con người, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, coi quyền con người là công cụ, phương thức để đạt được mục tiêu, lấy con người là trung tâm. Vì mọi chính sách phát triển, suy cho cùng là vì con người, nhưng nếu không chú trọng thực hiện quyền con người thì khó hiện thực hóa con người là trung tâm. Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng và 25 năm ngày dân vận của cả nước. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức tọa đàm xây dựng và triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận làm rõ một số nội dung như giá trị và thực tiễn trong việc vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan đơn vị ở Trung ương, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Buổi tọa đàm cũng giới thiệu trao đổi những mô hình dân vận khéo, những cách làm hay trong công tác vận động cán bộ, đảng viên, người lao động ở cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa trong thời gian qua, những yêu cầu đặt ra đối với công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trong tình hình hiện nay, nhất là việc thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở. Nhấn mạnh phong trào thi đua dân vận khéo là trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị, các đại biểu đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở Đảng bộ khối nói chung và ở mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng. Thưa quý vị, nhằm đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cấp xã, chú trọng phong cách phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục đối với nhân dân. Thời gian qua, Bắc Giang là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc xây dựng triển khai các mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại các xã, phường, thị trấn. Điều này cũng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Trước đây, mỗi tháng ông Chi đều phải trực tiếp đến phường để lĩnh trợ cấp xã hội. Giờ đây, ông vô cùng phấn khởi khi được cán bộ công chức phường Sương Giang đến tận nhà thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký để ủy quyền cho người nhận trợ cấp. Rõ ràng là nó tiện lợi hơn rồi. Trước đây chúng tôi ra hàng buổi mà chưa nói về thời tiết mưa gió nữa. Qua đây thì tôi nói là vấn đề của phường
là rất nhiệt tình. Bắc Giang cũng là một trong những địa phương thí điểm mô hình giải quyết thủ tục hành chính giờ thứ 9 vào ngày thứ 6 hàng tuần. Mô hình không chỉ nhằm mục đích tăng thời gian hỗ trợ công dân mà còn tạo không khí gần gũi giữa cán bộ công chức với công dân, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức công dân. Tôi rất là bận nên là rất tranh thủ những cái giờ này thì là đến đây tranh thủ không phải mất buổi ngày mai để đến nữa. Là cái giờ này rất là thuận tiện. Đặc biệt, để xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, từ tháng 6 năm 2024, tỉnh Bắc Giang đã đưa vào hoạt động ứng dụng phần mềm Quy chế Dân chủ Bắc Giang trên nền tảng Zalo, qua đó góp phần thay đổi cách tiếp cận thông tin của người dân từ hình thức truyền thống như loa truyền thanh sang tiếp cận thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Cái này là rất tốt, nó sẽ kết nối được những cái ý kiến của người dân đến với chính quyền thân thiện và cũng giúp cho người dân là cũng hiểu nhiều hơn về cái thủ tục hành chính mà hiện giờ là rất là đơn giản và gọn nhẹ. Thì Bắc Giang đã triển khai cái mô hình chính quyền thân thiện cấp cơ sở, cấp xã phường thị trấn. Thế thì cái điểm của cái mô hình này đó tức là sẽ đánh giá chính quyền, đánh giá người đứng đầu, đánh giá đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, rồi đánh giá cả cái cơ sở vật chất của cấp xã trong cái việc phục vụ người dân, thì theo cái hướng là phải thân thiện với người dân, tức là phải lấy cái sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Có thể thấy nhiều mô hình dân vận khéo được triển khai sáng tạo đã góp phần nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, củng cố và thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân.